đúng rồi, lưỡi kim đi chơi. Ai cho mày vô làng sinh tố này hả? Chết tụi bay nè. Hãy TV Man đã tiêu diệt lũ Skippy đi rồi các bạn ơi. Wow, đừng sao đừng có bầu quay lại đây chứ. Đúng rồi, lũ Skippy đi đã bỏ chạy vô rừng hết trơn rồi kìa mọi người ơi. Nhờ sự giúp đỡ của TV Man, Camera Man và cuối cùng đó chỉ là Speaker Man đã giúp đỡ làng sinh tố của tụi mình. Các bạn ơi, cảm ơn ba người nhiều nha. Không có gì đâu, tôi sẵn sàng đánh bại Skippy để giúp làng của cậu mà. Hẹn gặp lại mọi người khi nào có Skippy tới thì tôi sẽ báo mọi người nữa nha. Bye bye mọi được người rồi, nha. Rồi, chúng ta đi thôi. Vậy mình báo tin mừng cho mọi người biết đi nào. Ôi trời ơi, Skippy bị đánh bại hết trơn rồi. Lũ Speaker Man, TV Man với Camera Man, tụi nó dám tiêu diệt Skippy tụi ta. Giờ ai có thể giúp Skippy tụi mình đây trời? Nghe nói tụi bay cần sự giúp đỡ hả? Ai vậy? Ta chính là G-Man. G-Man, Skippy mạnh nhất trong truyền thuyết đây sao? Ta tới đây để cứu rỗi Skippy tụi bay. Cái gì? Ông sẽ giúp Skippy tụi tôi sao? Đúng như vậy, với một điều kiện, các ngươi sẽ cho ta hấp thụ các ngươi. Hấp thụ lần sao? Là như vậy nè. Cái gì? Ngươi làm cái gì vậy? Đó, hôm nay ba người đó đã giúp mình đánh bại Skippy, đánh đuổi Skippy ra khỏi làng mình đó. Theo em thấy hả, là TV Man là người mạnh nhất luôn á chị. Bây giờ Huy nó không à? Chị thấy Camera Man là người mạnh nhất. Cái gì không sao luôn. Biết Camera Man mới là đỉnh nhất. Hai người không có đó, hai người không có chứng kiến được đâu. Trời ơi, tao núp trong nhà nhưng tao vẫn thấy nha mày. Ở đâu núp trong nhà tao thấy vậy? Không, chị không cần thấy, chị cũng biết là Camera Man xịn nhất. Trời ơi, thôi được rồi, ai xịn nhất không được các bạn. Nhưng mà quan trọng là các bạn thấy ai xịn nhất thì các bạn hãy comment bên dưới liền nha. Còn bây giờ thì làng sinh tố của chúng ta đã hòa bình rồi, các bạn Skippy sẽ không dám quay lại nữa đâu. À, để tao bật TV lên coi nè. Hãy cha. Tin khẩn cấp, tin khẩn cấp. Có một con Skippy rất là lạ đang tấn công tất cả ngôi làng. Lần đầu tôi thấy một con Skippy dạng như thế này nên các bạn hãy chuẩn bị tinh thần. Mọi người hãy chuẩn bị một nơi ẩn nấp an toàn. Còn bây giờ, nó đổ mất tiêu rồi. Skippy quá vậy? Sao vậy? Tôi tưởng bị đánh bại hết trơn rồi. Sao lần này Skippy xuất hiện là một cái con Skippy có ba đầu và nó có rất là nhiều súng và nó đằng sau lưng nó có cái gì, cái toilet nó bay vòng vòng với cái mặt nó rất là ghê nữa chứ. Nó là con Skippy trong truyền thuyết đó. Cái gì Skippy trong truyền thuyết? Nghe sợ quá vậy? Còn kêu Camera Man, TV Man, Speaker Man giúp đỡ đi tôi gà ơi. Đúng rồi. Rồi. Mình còn cần sự giúp đỡ của ba người đó nữa mà. Đi kiếm bọn họ nào, TV Man ơi, Camera Man và Speaker Man đâu rồi? Tôi nhớ là bọn họ gần đây nè mọi người đâu rồi? Ôi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Vậy? Sao mà Speaker Man, TV Man và hả Camera Man đã nằm một đống rồi các ơi? Đừng nói là tên Skippy kia đã tới đây trước một bước tụi mình và đánh bại hết bọn họ nha. Hình như em nói đúng hả con gái? Em nói đúng rồi là đâu? Sao rồi tôi gà? Sao rồi tôi gà? Nói nhỏ thôi, nó vẫn đang đi tìm kiếm mình đây kia mày. Thôi được rồi, bây giờ đi xuống rồi các bạn. Bây giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? Bây giờ chúng ta còn phải làm gì nữa? Chúng ta phải xây nhà an toàn chứ gì nữa mọi người ơi. Tôi thấy cái chỗ này nó có vẻ trống trải nè mọi người. Bây giờ chúng ta hãy xây một cái căn nhà an toàn ở đây để chống lại G-Man SE đi mọi người ơi. Ủa bây giờ chúng ta xây nhà như thế nào đây? Chúng ta phải xây một căn nhà an toàn có hình dạng là G-Man các bạn à. Tại vì nếu mình xây như vậy nó tưởng à đây là bạn của nó và nó sẽ đi tới, sau đó mình sẽ đặt thật là nhiều bẫy trên con đường của nó đi hả? À, thế mà bây giờ mình sẽ xây một cái căn nhà an toàn thiệt là đẹp cho các bạn coi trước này. Nhanh lên mọi người, chúng ta cùng nhau xây nhà an toàn đi nào. Ê. Sau đó mình sẽ đặt ở đây và ở đây. Và ở đây nữa là xong cái mặt Huy ở dưới. Huy xong chưa Huy ơi? Huy sắp xong rồi. Vậy là bây giờ chúng ta đã có một căn nhà hình dạng là G-Man rồi các bạn. Chỉ còn G-Man hồi nãy mình thấy nó còn đáng sợ hơn nhiều nữa đó. Nên bây giờ chúng ta phải xây những cái bẫy thiệt là xịn đi. Được rồi, còn trong nhà đó chị trang trí trước okay, cho. Chị đã bị trang trí ở trong nhà đi Huy ơi. Còn tao với mày phải xây cái tường okay. thành ở bên ngoài. Sau đó tao sẽ xây bẫy cho mọi người xem luôn. Được rồi, bắt đầu thôi. Thì đây chính là cái đường đi vô được căn nhà của mình.
thì xíu nữa con G-Man chấm bên đây kia nó phải đi vòng vô trong này, nó sẽ chạy vô đây và nó vô được căn nhà an toàn của mình. Nhưng mà trên đường đi của nó, mình sẽ xây thật là nhiều bẫy để nó không thể vượt qua được các bạn ơi. Chúng ta cùng bắt tay vô xây bẫy cùng tôi thôi nào các bạn, let's go. Và đến với bẫy đầu tiên, tôi sẽ đặt những cái gai này xung quanh cái đường đi coi như này. Đây chỉ là những cái gai di động coi, tại vì cái gai này nó sẽ không đi mà nó sẽ nhô ra nhấp nhô rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm, nên là chúng ta hãy cẩn thận. Và hai bên đều là gai nhấp ra nhấp vô, các bạn nhìn kìa, quá trời quá đất luôn. Các bạn tưởng tượng đường đi vô mà nó nhiều gai nhọn như thế này thì hả con Skibidi kia đã có dám vô không các bạn ơi. Với cái bẫy gai này chúng ta không thể đánh bại được nó, mà chúng ta phải thêm một cái bẫy mới, đó chính là cái bẫy chính đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là bẫy bồn cầu gai. Các bạn nhìn nè, tan tan tan, đây chính là một cái bồn cầu khổng lồ và bên dưới mình đã gắn gai. Nhưng mà cái bên cạnh đó mình đã gắn hai bên cái bồn cầu này hai cái tên lửa, nhìn cho nó giống G-Man gọi G-Man đúng không? Mình chỉ cần bật cái công tắc tên lửa lên, hãy cha, cái bồn cầu này sẽ bay lên và khi nó tắt thì cái bồn cầu nó sẽ rớt xuống. Và các bạn thấy đó, nó sẽ tạo ra một vòng chu kỳ lên xuống lên xuống lên xuống, và bất kỳ con vật nào đi ngang qua cái toilet gai này sẽ bị gai tiêu diệt. Tôi sẽ đặt chú bò vô đây nè, mày đặt xuống này ơi cha đó, trời ơi chưa gì là chú bò banh xác liền. Thì những người nhỏ bé tí hon như mình có thể chạy qua một cách dễ dàng, nhưng đối với cái con G-Man Skibidi SE kia nó vô cùng bự thì cái cách nó đi qua cũng rất là khó. Đi các bạn hãy nhớ coi hết video để xem cái cảnh mà nó bị gai tiêu diệt như thế nào nha. Đến với bẫy tiếp theo thì các bạn thấy đây chính là một cái bãi lava không có gì hết, thì bây giờ mình sẽ làm một cái chỗ bắt cua. Và đây không phải là cái chỗ bắt cua bình thường, mà các bạn thấy bên dưới ông đó có bốn cái tên lửa các bạn, thì đây chính là chỗ bắt cua tên lửa. Khi chúng ta đạp lên cái tấm này, cái tên lửa sẽ hoạt động vật hai cho và nhảy lên. Trời ơi đó, chỉ cần có người đụng vô thì cái tên lửa này sẽ bay lên trời. Nên các bạn nhớ, bắt cua như thế này chỉ cần đụng một cái là chúng ta phải nhảy liền nha. Tất cả cái đường bắt cua chúng ta đều làm bằng cái tên lửa này. Bây giờ tôi sẽ bắt cua cho các bạn coi, nó hơi nguy hiểm là được rồi. Một lần có nhảy hãy trời ơi, nhảy là lỗi kỹ thuật thôi các bạn. Tôi làm lại này, tôi làm lại là tôi sẽ làm được rồi. Hãy cha, nhảy là đúng rồi. Hãy cha ơi rồi, và đằng sau nó sẽ bay lên đó các bạn. Giờ mỗi lần tôi đạp nó sẽ bay lên đó, sau đó nó sẽ rớt xuống lại, nó reset lại, bạn thấy chưa? Bây giờ sẽ bắt cua ngược lại cho bạn coi. Đó, cái những cái đằng sau lưng tôi nó sẽ bay lên liền. Ôi hãy cha đó, bạn thấy chưa? Trời đất ơi, tôi nhỏ đây tôi bắt cua nó dễ, nhưng mà cái con G-Man thì làm sao mà bắt cua được. Các bạn xem thử xíu để cái con G-Man kia nó sẽ bắt cua qua cái bắt cua tên lửa này như thế nào. Cái bẫy tiếp theo là cái bẫy cây thông bồn cầu xoay này các bạn. Các bạn nhìn này, ở đây chúng ta sẽ có ba cái cây thông bồn cầu và nó sẽ liên tục xoay, và chúng ta chỉ cần né nó đi. Ôi coi chừng nó đến trong đầu là chết rồi. Đó thì tại vì mình nhỏ đó các bạn, nên mình có thể chui qua dễ dàng. Xíu nữa thì thách con kia qua được luôn đó, chỉ cần nó qua mà nó quơ vô đầu một cái là coi như là chấn thương sọ não luôn đó trời. Đây chính là cái bẫy tiếp theo, các bạn nhìn vô thì các bạn không biết đó là bẫy gì đâu, nhưng mà đây chính là cái bẫy tên lửa siêu cấp các bạn ạ. Và bây giờ tôi sẽ đặt tên lửa vô cho các bạn coi. Đây hai hàng tên lửa để nhắm vô cái con kia luôn coi, tại vì cái con kia nó có súng các bạn, nó có bắn tên lửa nên mình phải dùng gọi là độc trị độc. Mình sẽ sử dụng những cây súng đại bác này để tiêu diệt nó. Và để thử uy lực của những khẩu tên lửa này, bây giờ tôi cần thử nghiệm lên chú bò này bằng cách là chúng ta sẽ gạt cái cần này một cái, hãy cha, thì lập tức những cái tên lửa này sẽ tấn công vô chú bò. Đường đi mình đã cài sẵn la da rồi các bạn, nhưng mà quan trọng cái bẫy nó là cái gì, đó chỉ là mình đã mượn sức mạnh của cameraman để làm bẫy cameraman la da gọi như này đó. Bây giờ cameraman đang cầm một cái cây thông bồn cầu, nhìn nó như cây kiếm vậy các bạn, nhìn nó là cây kiếm la da đó các bạn, và nó sẽ liên tục đánh bất cứ ai đi qua đây gọi như này. Ôi trời ơi, nó quơ nè. Chúng ta sẽ đặt thiệt là nhiều ông cameraman luôn các bạn à. Không chỉ là những cái laser đứng ngay như thế này, mà còn là cameraman cầm kiếm laser quơ này bất cứ ai đi qua lập tức sẽ chết. Thì sau khi đã qua được cái bẫy laser của mấy anh cameraman này, chúng ta sẽ đến với bẫy tiếp theo. Thì đây có một cái đường đi rất là rộng rãi, và chúng ta sẽ lại sử dụng sức mạnh của anh cameraman, đó là sức mạnh cameraman cưa các bạn đó. Thì bây giờ mình sẽ tạo ra những cái chú cameraman nhưng mà được gắn bánh xe, và sau đó còn gắn một cái cưa trên đầu đó. Và khi chúng ta kích hoạt những cái chiếc này thì nó sẽ tìm kiếm mục tiêu và để nó tấn công các bạn à. Khi mình kích hoạt một cái chú cameraman nào đó, hãy cho lập tức chú cameraman sẽ tấn công lên con bò. Và như kia nó đang lên cưa con bò, cưa con bò đi. Trời, sao con bò nó tấn công ngược lại luôn vậy? Con bò nó giận rồi, con bò nó giận rồi các bạn ơi. Cưa một cái là con bò sẽ đi bụt bay nè con bò này. Trời ơi, chú bò dữ quá đó. Thì sau đó mình sẽ lại đưa chú cameraman về lại đúng vị trí của chú đó các bạn. Nhưng mà quan trọng là nó sẽ nhắm được mục tiêu, nó sẽ truy tìm mục tiêu bằng cái cameraman này. Sau đó nó sẽ bật cưa lên, và bất cứ con Skibidi nào đi vô nó sẽ bị cưa cho mà coi. Sau những cái bẫy cưa cameraman đó chính là bẫy liên quan tới Speakerman. Thì xin giới thiệu với tất cả các bạn, đây chỉ là một khẩu súng Speakerman có thể nhắm được mình đó. Đây chỉ là khẩu súng có thể bắn ra âm thanh và tôi có thể điều khiển nó các bạn thấy không? Và bây giờ chúng ta sẽ nhắm vô mục tiêu, và mục tiêu lần này chúng ta thử không phải là chú bò tội nghiệp nữa các bạn, và lần này chúng ta sẽ thử nghiệm trên chú Skibidi bò. Các bạn thấy trời đó, lần này không phải là bò nữa mà là một cái con bò giả Skibidi các bạn ơi. Và mặc dù chú bò đó có núp ở hướng nào, ví dụ đi qua trái đâu, mình sẽ nhắm vào này đó, bắn nè, không có né được đâu trời đất ơi, sẽ không có
chỗ nào có thể né được cây súng gọi là Speakerman của Toga. Và bẫy tiếp theo sau bẫy súng Speakerman đó chính là một bẫy robot Speakerman điều khiển các bạn ơi. Thì ở đây tôi sẽ có một cái máy điều khiển chú Speakerman này, và xíu nữa mình sẽ điều khiển chú Speakerman đánh với Skibidi G-Man giống như là chơi trò chơi đối kháng vậy các bạn. Và nãy giờ tôi đã mượn sức mạnh của Speakerman, Cameraman, rồi bây giờ tới lượt ai các bạn cũng đã biết rồi đó, đó chính là sức mạnh của TV Man các bạn. Như đây đây chính là một cái TV bình thường, nhưng mà cái TV này là cái TV thôi miên các bạn. Các bạn như đây, đây chính là chế độ bình thường, và sau khi chúng ta bật cái này lên một cái hay cha, lập tức nó sẽ chuyển sang chế độ thôi miên của TV Man các bạn ơi. Chờ đợi tôi bị thôi miên rồi, trong mặt, trong mặt, trong mặt quá. Tôi là một con chim có thể bay, tôi là một con chim có thể bay. Tính lại, trời đất ơi, đúng là thôi miên này nó bị mình làm mình ảo. Đây đây, đừng có nhìn vô, đừng có nhìn vô, thì đó thì các bạn đã thấy đó là những cái bẫy của tôi. Và xíu nữa tôi sẽ dùng cái bẫy TV Man này để thôi miên Skibidi Toilet G-Man S đây các bạn. Nên là các bạn hãy nhớ coi hết video để chuẩn bị nha. Còn bây giờ thì không biết mọi người đã xong chưa ta? Mọi người không biết sao ta Huy ơi, chị nó bây giờ ôi mọi người đây mà mọi người ơi, sao rồi, sao rồi, sao rồi? Xong rồi. Xong rồi, xong rồi. Xong hết rồi. Ê, nhưng mà tôi lại nhìn vô cái TV đi. À, nhìn vô cái TV đó có gì cơ? Đây chính là cái TV liên kết với camera ở cái đầu đường đi đó. Ủa thì đó là vậy, đi coi đi coi có gì nào. Ủa trong cái camera này tôi có thấy cái gì đâu mọi người. Trời đất ơi, G-Man Japan đã tới rồi kìa mọi người ơi. Hôm nay là ngày tận thế của tụi bay rồi hả? Cái gì tận thế? Cái gì? Đốt ra ngoài sẽ thử những cái bay của ta. Đây, 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 đây. Ui, mình ra ngoài nè, nhưng mà thấy nó đâu mọi người ơi, nó đỡ đâu. Hồi nãy là mình coi cái camera này nè, ủa sao mình không thấy nó nữa rồi mọi người ơi. Kiếm thử đi, nhiều khi nó ở xung quanh đó tụi bay. Ở xung quanh này em đâu có thấy ai đâu, chứ hay là hồi nãy mình nhìn lộn ta. Ủa đâu ta? Tôi bay kiếm ta. Theo như kế hoạch là chúng ta chuẩn bị chạy vô cái bẫy này nè, chuẩn bị canh cái khúc nó bay lên, chúng ta chạy vô nè. 1, 2, 3 chạy vô. Trời ơi. Ôi trời ơi. Coi chừng kêu ai, thì đây chính là cái bẫy đầu tiên của tôi đó các bạn. Người ta sợ à? Ta vô đây. Coi như vậy. Cái bắt đầu vô, cái bắt đầu vô kìa. Nó bị đâm kìa, nó bị đâm. Bắt bay nè, bay nè. May nè, đúng rồi. Hồi nãy chúng ta nhỏ thì chúng ta qua rất là dễ dàng, nhưng mà bây giờ nó bự thì nó sẽ bị đập bay nè. May nè. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Bay nè, cho mày được không? Đúng là con chim em trong truyền thuyết sao mày yếu vậy trời. Ha ha, mình thắng rồi nè, bay nó chết chắc rồi. Yeah. Ủa? Ủa? Ôi, trời ơi, cái gì vậy? Mọi người nhìn kìa. Bên, tụi nó hơn rồi. Cái bồn cầu bay luôn. Chết rồi. Được rồi, tới với bẫy tiếp theo này mọi người ơi. Ủa cái này là cái gì vậy Toga? Đây chính là bắt cua tên lửa đó. Mỗi khi chúng ta đạp lên cái tấm đó thì cái tên lửa nó sẽ bay lên trời. Nên là chúng ta chỉ có một cơ hội đó mọi người. Nhìn em này, nhìn em này, nhảy lên. Hãy cha, hãy cha, hãy cha đó. Các bạn nhìn em, đằng sau lưng tôi nó sẽ bay lên hết. Mọi người thấy chưa đó? Được rồi, nhưng mà mọi người đâu có gì. Nó sẽ rớt xuống lại đây mà, nó sẽ rớt xuống lại cho anh em bắt cua. Nên em cố gắng là chờ một xíu thôi, chờ một xíu thôi. Ok, hai cha 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 cha. Ôi, yeah. Người ngon người bắt cua ở đây coi. Hà hà hà, người có làm được không? Trời ơi, mọi người ơi, nó bắt cua, nó rớt xuống đá ba người kia. Ôi, giờ sao? Ôi, nhảy lên kìa. Ôi, 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 chạy rồi. Ai da, ai da, ai da, ai da. Ôi ôi ôi, cái bẫy bồn cầu xoay này các bạn. Skibidi này các bạn. Ôi ôi, con này sao nó cầu bồn vậy các bạn. Anh em phải lùi lại á nha. Cái bẫy cây thân bồn cầu hãy tiêu diệt con Skibidi này. Mọi người ơi, đánh nó đi, đánh nó đi. Ôi, mày đi con, mày đi con. Ôi, cái gì nó chui quá luôn rồi. Trời ơi, mày sử dụng cái bẫy tiếp theo của mày đi tao gà. Đúng rồi, bẫy tiếp theo của tao gà. Đó chính là bẫy tên lửa hàng trăm cái luôn. Được rồi, chị Bi Chánh à, em gạt nè. Hãy cha. Ôi 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 Cameraman không yếu đuối như ngươi nghĩ đâu. Nó bị đánh được kêu ai nhìn kêu. Trời ơi, trời này thì Cameraman yếu đuối rồi. Nó đánh được. Nó đánh Skibidi kêu ai. Mỗi cái tay gãy la già. Sẽ đánh Skibidi quá trời. Ôi, ôi, mày đi con mặt này thì chê cái tay chê. Ôi, giời ơi, cố lên, cố lên. Cameraman tiêu diệt nó đi nào. Ôi, giời ơi. Cái gì?
qua đây, qua đây, qua đây, nhanh lên, nhanh lên. Chúng ta phải sử dụng bẫy tiếp theo thôi. Hãy chờ. Cái này là bẫy gì vậy tôi cả? Bẫy xe camera cưa. Bây giờ chúng ta muốn kích hoạt nó, chúng ta hãy bấm vô nó một cái. Hãy chờ. Đúng rồi, lên thiêu dữ ơi. Đã bắt đầu lên đi. Đúng rồi, sử dụng cái cưa nó đi. Cưa nó quay, cưa nó đi. Đúng rồi, cưa nó đi. Ôi, cho bà gì kìa. Ôi, trời ơi, nó tiêu diệt con mà được không sao. Bây giờ mình sẽ cho hai con nó được lên đi. Hai con camera man cưa đó. Cưa nó sẽ bắt đầu lên. Bà lên cưa nó đâu. Chúng ta sẽ sử dụng cây súng Speakerman này mọi người ơi. Được rồi, cây súng này có thể chúng ta có thể điều khiển được nó để bắn vô nó. Gọi leo nó sẽ bắn ra những cái tia âm thanh. Được rồi, người ngon người lại đây. Vô đây đi tên Skibidi kia. Bắn lên, bắn lên. Mày, 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 cái bẫy này có thể đánh bại được nó không thì còn men như vậy mà chúng ta chuẩn bị kết liễu nó nào. Vui thôi chỉ vì người có súng rồi sao? Đừng nói là ơi, nó có súng nữa hả? Trời ơi, đúng rồi, chết rồi, nó đang đi qua. Mọi người lùi lại, đã đến lúc chúng ta sử dụng robot speaker man rồi. Được rồi, bây giờ mọi người lùi lại đem điều khiển rồi. Được rồi, khởi động speaker man nào, bay lên nào. Đúng rồi, tôi còn sống rồi. Tất nhiên rồi, ta đang điều khiển speaker man để đánh bại người đó. Trận chiến bắt đầu nào, bắn lên này. Speakerman có tận 2 cây súng luôn. Ôi giời ơi, cố lên nào, cố lên nào. Bắn nó đi, bắn nó đi. Bắn này, bắn này, bắn này. Tiêu diệt ơi, tiêu diệt ở đây. Ôi giời ơi. Các bạn để ý thanh máu của Speakerman của mình vẫn còn gần đây. Mà Speakerman đã bị còn một nửa kìa. Bắn nó đi, bắn nó. Đúng rồi, chúng ta sắp thắng rồi. Các bạn ơi, còn dùng siêu lên rồi. Chúng ta sẽ dùng siêu lên rồi. Một cái bẫy quyết định nuôi ơi, đó chính là bẫy của TV Man. Chạy vô đây, chạy vô đây, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Được rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị kích hoạt cái bẫy cuối cùng thôi các bạn. Mọi người sẵn sàng chưa hả kìa vậy? Không thể nào đâu, người ngon người lại đây. Bây giờ ta kích hoạt cái TV thôi miên nó nào, hãy cha. Chúng ta đã bật TV thôi miên nó. Đúng rồi, đây lắm mọi người. Wow. Trời đất ơi, hai người tới đúng lúc lắm và đã tiêu diệt được thành công rồi. Trời đất ơi. Kế hoạch của cậu rất hay. Cảm ơn cậu nha. Và đồng thời tôi cũng cảm ơn ông TV Man đã đóng giả làm cái TV khổng lồ để thôi miên nó giúp tôi nha. Không có gì đâu, ta cũng phải cảm ơn cậu vì đã giúp tụi ta chứ. Được rồi, còn bây giờ tụi ta đi đây. Bye bye mọi người, chúc mọi người nhiều sức khỏe để giúp tụi tôi đánh Kimi đi nha. Bye bye mọi người. Trời đất ơi, đúng là tốt bụng thiệt chứ. Yeah. Và bây giờ chúng ta có thể yên tâm vô trong cái nhà. Mọi người vô đây để chào mọi người nè. Chúng ta ở trong này là khỏi lời Skibidi đánh bại. Ok, thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Các bạn thích video này, tôi một like, một subscribe. Và nếu các bạn muốn coi một video khác về G-Man đáng sợ thì các bạn hãy bấm dưới đây. Còn bây giờ thì chúng ta coi TV một cách bình yên. Bye bye mọi người.